Dạ. Ui ui. Cho con cua Để rửa con cua đã nhá. con cua cho mày. Nó cặp chết. Mẹ cho tay nước vào. Ôi, nó sợ. Ui, chỉ mẹ nước rồi thôi nha. Nó không nước được rồi chưa. Nó cắn đấy. Nó kẹp đau lắm. Con bé làm được. Ừ. Mà thưa, cái đầu ta làm được. Làm được rồi bố mẹ nhé. Vâng. Mẹ tí mua con cua cho hậu. Vâng. Mẹ để lại cho Hống và con để Hống chơi nhá. Vâng. Con này to chưa? Wow. Con này bé xíu. Wow. Con này bé bừa. Nhớ thế. Con này đang mang thai này. Ui. Không sợ đâu. Con này đang mang thai này. Con này đang có con cua bé ở trong bụng đấy. Mẹ. Vâng. Nó bơi. Nó chạy đấy. Nó chạy đấy. Nó không cho mẹ bắt đấy. Chạy chạy chạy. Chờ thế. Nhiều không con? Không. Mẹ nấu canh cho con ăn cơm ngon nhé. Vâng. Ngon ngon đấy. Mẹ đổ nước thì đi nhá. Để lấy nước khác cho nó uống nha. Không trông nha. Để làm gì sạch sẽ đi, để làm gì nhỉ? Để làm rửa. Để mẹ rửa xong rồi để làm gì nữa? Mẹ cho ai? Mẹ nấu, mẹ nấu cho ai ăn? Không sợ một tí nào cả. Mẹ cho xem. Để làm gì nhỉ? Mẹ phải giả cho họ chứ. Phải giả cho họ sao? Giả không? Nấu ăn canh cua để con lớn. Để con đi học. Đây để thổi quả mẹ. Đúng luôn.